Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Ngã Dục Phong Thiên Tác giả Nhĩ Căng quay giọng đọc Cao Minh Thiện Mến chào các bạn đã trở lại kênh đọc truyện của Thiện Radio Góc Nhỏ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tới tập 271 của bộ truyện Ngã Du Phong Thiên của tác giả Nhĩ cần nha. À, nếu các bạn thấy hay hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. À, nhớ nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu 271 Ngã vô Phong Thiên nha. Thiên Vũ Diệp Lạc Đây là một cái loại gân lá cần ngâm trong nước mưa mới hiện ra. Dùng cái găng lá này luyện chế đan dược. Theo ta biết... Có 87.645 loại biến quá Trung đạo mộc không thể dùng làm chủ dự được Dùng cái gỗ này luyện đan Có thể tăng lên cái lực lượng thuộc tính kim Sau khi thành đan dược Phần lớn đều là có màu vàng Mạnh hạo đứng trên đài cao Giới thiệu những cái thao mộc Có đặc điểm hơi giống Hơn nữa dễ lẫn lộn Bắt đầu nghe các dược đồng hỏi Cái lao giả đan sư là Phương Hưng Đào Cũng ngồi ở bên dưới Kích động không ngừng lên tiếng Hỏi những chỗ cái thao mộc mà mình không hiểu Thiên hạ thạch cũng không phải là đá thật sự Là từ trong cái khe đá mọc ra những cái xe mỏng giống như là rong biển Cho nên càng nhiều khe nứt phẩm chất đương nhiên là càng tốt rồi Còn củ lông hương cũng không phải là thiên địa sinh ra Mà là dùng chính cái loại dược thảo đem sang chiết mà thành Về phần phương pháp, về là bí dược cho nên theo ta biết Bản thân ngửi đang suy đóng Tỷ lệ thành công không được 10 phần đâu Mạnh Hạo kiên nhẫn giải đáp Cho Phương Hương Đào Và những cái dược đồng khác Nói một hồi sắc trời cũng đã tối Mọi người đều không ai mệt mỏi Tinh thần phấn chấn Có không ít người ghi lại toàn bộ Những cái lời mà Mạnh Hạo đã nói vào trong ngọc giảng Đến khi chân sáng treo cao Nhưng mà nơi này vẫn không có giải tán Thậm chí những ngọn núi chung quanh Có không ít dược đồng đi ngang qua nơi này Bị cái cảnh tượng thu hút đều kinh ngạc lại có cái đang sư ở dưới nghe người giảng đạo. Nhất là nhận ra cái lão giả kia, cái dược đồng đi ngang qua liền tò mò tiếng gần, sau đó cũng không đi nữa. Rất nhanh, cái quảng trường trên núi cho nên đông đúc, không còn là vài trăm người nữa mà là hơn một ngàn người. Cái vấn đề hỏi càng ngày càng phức tạp, đủ loại, nhưng mà không có câu nào mà Mạnh Hạo không đáp được. Còn có một số người thử thăm dò hỏi thảo mộc lắc léo, nhưng mà Minh Hạo gần như không nghĩ ngợi, lập tức đáp ngay. Nói trận những hoàn toàn chính xác, mà còn có thêm một số điều làm cho những người hỏi cũng phải rung động tâm thật. Đến cuối cùng trên đỉnh núi đầy người tới, không muốn đi, liền chơi nổi chung quanh. Mấy lần Minh Hạo đã muốn kết thúc, nhưng mà chung quanh quá nhiều người, câu hỏi không ngừng, hắn muốn đi, nhưng nghĩ tới mình muốn nổi bật trong gia tộc Vậy nhất mạch đăng đạo là lựa chọn hay Cũng không đi nữa Dần dần một đêm đã trôi qua Mạnh hạo giảng giải Đối với đăng tu thì như là giảng đạo Dược đồng ngày càng đông Khi mà mặt trời mọc Xung quanh đã đông đảo đến 10.000 người Cái chuyện này chấn động khu vực đó Dẫn người tới xem Nghe nói Mạnh hạo giảng giải thảo mộc Trả lời câu hỏi Nhưng mà từ đầu đến cuối Mạnh hạo như là không gì là không biết Không có cái câu hỏi nào làm cho hắn chần chừ. Cái cảnh này không ngừng làm xung động tâm thần của mọi người. Dần dần, ngay cả những đan sư xung quanh giảng đạo thảo mộc cũng nhíu mày. Ban đầu còn cười lạnh, nhưng mà dần dần lại mở to con mắt, tỏ ra có vẻ không tin nổi. Cái trình độ thảo mộc của hắn không ngờ không ngờ cao như vậy chứ. Trời ơi, xung quanh không khi nào là không có người hỏi liên quan thảo mộc cực rộng, nhưng mà đến khi hắn lại đáp được toàn bộ hơn nữa còn chứng cứ xác thực nữa chứ. Dần dần người xung quanh tụ tập, Minh Hạo giảng liên tục 3 ngày, nhân số đông đến 30.000 người, chấn động giới dược đồng nhất mạch đang đạo, cũng làm cho không ít đan sư bậc 1 vội vàng đến đây. Về phần đan sư bậc 2, phần lớn đều ở nội sơn, cái chuyện ngoại sơn thường rất ít quấy nhiễu, cũng sẽ không có chú ý, dù sao thì một khi đan sư luyện đan cũng như là bế quan Tam tiên diệp Đây là một cái loại dược thảo ít thấy Không ngờ nhất mạch đan đạo phương gia Cũng tự bồi dưỡng được Nếu cái loại dược thảo này làm chủ dược Có thể luyện chế rất là nhiều đan dược Ta không có luyện qua Nhưng mà biết ban phương chừng khoảng một ngàn loại Thái dương qua Đây là vật đã sớm diệt tuyệt trong truyền thuyết Tự nhiên ta chưa thấy Nhưng mà trong truyền thuyết Nếu bỏ thêm thái dương qua vào đan dược Luyện chế ra cái đan dược Phẩm chắc có thể đột phá thập tuyệt đan Mạnh Hạo ngồi trên đài cao, mỉm cười nói chuyện. Mọi người chung quanh tinh thần phấn chấn, dù đã qua ba ngày, nhưng mà cũng không cảm thấy mệt mỏi. Đối với bọn họ, cơ hội lần này làm cho bọn họ hiểu biết sâu xa là cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời, theo cái tin tức truyền ra, cái tổ trạch phương gia, phương vân dịch ở trong đồng phủ. Trước mặt là một dự đồng, đang miêu tả cơ việc Mạnh Hạo đang giảng giải thảo mộc, sinh động như thật. Sắc mặt của Phương Vân Dịch âm trầm Hồi lâu sau cười lạnh <cười> Vậy thì sao chứ Trong nội sơn nhất mạch đang đạo Bất cứ đại sư bậc hai nào đi ra Nếu muốn mở đàn giảng đạo mục Cũng sẽ dẫn đến 10 ngàn tộc nhân tới nghe Chỉ là một cái tên mạnh hạo Đi ra từ chỗ năm thiên tinh quan du Cho dù là có chút bản lĩnh Cũng rất là có hạn Mới dạo nhất mạch đang đạo liền lớn lâu như vậy Tiểu nhân đặc chí Phương Vân Dịch lạnh giọng nói Đối với cái chuyện xảy ra trên năm Thiên Tinh Đến giờ hắn vẫn canh cánh ở trong lòng Càng hận thấu xương Mạnh Thảo Hắn muốn cho vệ công tử Đi xử lý Mạnh Thảo Nhưng mà nhiều lần khiêu khích Không biết sao mà đối phương vẫn nhẫn nhịn Phương Vân Dịch đang phiền lòng Lại nghe được Dược Động nói đến Mạnh Thảo Dẫn tới chấn động ở nhức mạch đan đạo Lúc này thì hừ lạnh Đuổi Dược Động đi, hắn nhíu mày Mạnh Thảo đáng chết Không thể cho hắn thổi mãi như vậy được Phương Vân Dịch nghiến răng Lấy ra cái ngọc giảng truyền âm Ghi cái thần thức vào Lại thêm cái lời hứa hẹn Vùng tay ném đi Ngọc giảng lập tức xé gió mà bay đi Không lâu sau Ở nhất mạch đan đạo Trong thập dạng nội sơn Ở trên đỉnh núi gần cái vòng ngoài Lầu cát xa hoa Có một nam nhân trung niên mặc cái áo bào đan sư Cái cổ áo thì có hai con kim long Đang luyện chế đan dược cái lọ luyện đang trước mặt tỏi ra cái ánh sáng đỏ lấp lè lấp lánh không ngừng có đan hương tỏa ra Lượng lờ trên núi Làm cho thảo mộc nơi này cũng được tắm bổ Đúng lúc này Một cái ngọc giảng xé gió bay tới lơ lửng ở nơi đó Nam nhân trung niên cũng không có liếc tới Tiếp tục luyện đan Đến một canh giờ sau Cái hào quang màu đỏ trong lò mới tan đi Tắt lửa xong Nam nhân trung niên mới lầm bầm Một lò này là phàm đan Ta luyện chế ba tháng Đang tiết tiêu hào quá lớn không biết lần này có thể thành công không đây Nếu không được Vậy còn phải đổi dược thảo sao chứ Nam nhân trung niên nhíu mày Tay chợp ra Cầm lấy cái ngọc giản Thần thức quét qua Ánh mắt chợt lấy lên Phương Hảo Ngay cả ta gần đây cũng đã có nghe qua Cửa quyết mạch ánh sáng dạng chuyện Nhưng mở phương gia Chỉ dựa vào quyết mạch còn chưa đủ Nhưng dù sao phương hậu này Cũng là một thiên kiêu Tuy nhiên ta thân là nhất mạch đan đạo Tự thành một hệ Cũng không sợ thiên kiêu gì Mặc kệ cho hắn Cùng với phương dân dịch Có mù thẫn gì Nếu mà phương dân dịch hứa cái giá cao như vậy Tại giúp hắn thì có sao chứ Cái nam nhân trung niên chần chờ một chút Nhưng mà hắn đang lo Một khi mà đang phế bỏ Thì còn phải đổi dược thảo Đang đau lòng thì lại gặp chuyện này Ngẫm nghĩ cũng không có từ chối Nhất bước lóe lên đi thẳng đến ngoại sơn ừ. chỉ là một tộc nhân đến từ Nam thiên tinh trên đan đạo nó có bản lĩnh gì chứ kinh đô thảo mộc cũng chỉ là tầng thấp nhất có thể dẫn tới dược đồng dây xem bất cứ đan sư bậc hai nào cũng làm được về phần những đan sư bậc một kia thì năm nhân trung niên hừ lạnh nhất mạch đan đạo phương gia đan sư bậc một bị an bài ngoài ngoại sơn đều là cái hạng không thể thăng cấp. 7191, ha, ta nhớ ra rồi, là chỗ của Phương Hương Đào phủ chết. Năm nhân trung niên cười, trong đan sư, Phương Hương Đào thuộc cái hạng chót của bậc 1, sở dĩ có thể thông qua kiểm tra đan sư bậc 1 cũng là may mắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, ra ngoài nội sơn, một đường phàm là có dược đồng gặp được, đều cung kính chấp tay. Một đường bay nhanh khi từ xa xa thấy được cái dược mộc 7191 ở chung quanh đã có hơn 10.000 dược đồng vây quanh. Nhiều tầng nhiều lớp nhìn qua như là một cái lốc xoáy. Cái cảnh tượng này làm cho nam nhân trung niên hừ lạnh có một chút chướng mắt. Mỗi một lần hắn đi ra ngoài nội sơn giảng dạy ở bên ngoài cũng chỉ có khoảng 10.000 người tới. Nhưng mà ở đây lại có đến 30-40.000 người. Nam nhân trung niên bước tới nhưng mà các dược động nơi này đều nhìn chăm chăm vào mạnh hảo trên núi Hoàn toàn chìm đắm nhất thời không chú ý tới hắn Nam nhân trung niên nhíu mày Hừ lạnh lên một tiếng Âm thanh chuyện ra Làm cho không ít dược đồng bị giật mình Khi mà nhìn thấy nam nhân trung niên Thì toàn bộ biến sắc Vội vàng mà bái kiến à, Bái kiến tu trung đoạn sư Là là phương tu trung đoạn sư Mỗi người nhanh chóng chú ý tới Nam nhân trung niên lập tức bái kiến Cái nam nhân trung niên kêu căng gật đầu Một đường đi tới Mọi người tránh né Nhường ra một cái con đường Cho hắn trực tiếp đi lên núi Đi đến cái đại cao đứng cạnh bên Mạnh Hảo Nhìn lên nhìn xuống Mạnh Hảo mấy lần Các diệt đồng phía dưới Đều đứng lên bái kiến Phương Hương Đạo cùng với những đan sư bậc một khác Cũng đứng dậy Chỉ có Mạnh Hảo vẫn ngồi ở đó Đối phương rõ ràng đến đây Không tốt lành gì Trong ánh mắt quan sát mình Có ý khinh miệt Người chính là Phương Hảo Phương Tu Trung lạnh nhạt mà lên tiếng Sau khi Mạnh Hậu gật đầu Ý khinh miệt bên khóe miệng của Phương Tu Trung càng rõ ràng Phát tay lạnh giọng băng băng Chỉ là một dược đồng nhỏ nhồi Lại dám mở đàn giảng đạo thảo mộc Còn ra có thể thống gì chứ Nhưng mà Phương Mổ không làm khó ngươi Ta cho ngươi ba loại dược thảo Nhưng mà nếu ngươi không đáp được Lập tức kết thúc hỗn loạn chỗ này Yên tâm làm dược đồng của ngươi đi Đừng có tự đại đến mức tự cho mình là đan sư Nói tới đây Phương Tư Trung nghĩ tới cái yêu cầu của Vương Văn Dịch Lại bỏ thêm một câu Hơn nữa Làm trừng phạt nhiễu loạn chật tự đan mạch Trước đó người giảng giải bao lâu Vậy thì quỳ ở đây bấy lâu đi Phương Tư Trung lạnh nhạt nói Mạnh hạo nhìn năm nhân trung niên kêu can khinh miệt này Nhíu mày Ta chỉ là một dược đồng Còn ngươi là đan sư Vậy thật ăn hiếp người rồi Ngoài ra nếu ta trả lời được thì sao hả Vậy thì cho phép ngươi mở đợn ở đây Phương Tu Trung cười lạnh Nhàn nhạt nói Mạnh hạo tốt xong có vẻ chần chừ Giống như là không dám Nhưng mà ngại xung quanh đông người Không bỏ được thể diện Cắn răng Lấy ra một cái túi chư vật đặt ở một bên Mắt đỏ lên nhìn Phương Tu Trung Ta có lòng tốt giảng giải hiểu biết về thảo mộc cho tộc nhân Ngươi đến ngăn cản Bảo ta thua thì quỳ ở đây làm nhục Còn ngươi mà thua thì lại không tổn thất gì Vậy không công bằng á à. Chiều khi chúng ta đánh cược đi Ở đây ta có một cái túi chữ vật linh thạch Nếu mà ngươi cũng lấy ra được Vậy ta tiếp nhận Bằng không cùng lắm thì ta đi thôi Phương Tư Trung nhíu mày Lần này hắn đến Thân là đan sư Quả thật ý lớn hiếp nhỏ Xung quanh không ít người Hắn cũng không cân nhắc ảnh hưởng Hơn nữa nếu đối phương không quỳ Cũng sẽ không hoàn thành cái yêu cầu của Phương Vân Dịch Chầm ngâm Hắn nhìn thoáng qua mạnh hạo Phương Tư Trung cười lạnh Thầm nghĩ sau khi làm nhục của Phương Hạo rồi Nhất định phải khiến cho Phương Vân Dịch Cầm chỗ tốt tới Nghĩ vậy Hắn cũng ném ra một cái túi chữ vật Hắn không nói gì Nhưng mà trong mắt đã có tia sáng lạnh Mạnh hạo thì hít sâu một hơi Liếm môi Mặt tót ra cái cười dưỡng giống như là ngại ngùng <laughs> Cảm ơn Phương Đăng Sư Chúng ta đấu ngay bây giờ đi Dược mộc 7191 Xung quanh núi Mấy chục ngàn dược đồng vây quanh Đang chăm chú nhìn manh Hạo Cùng với Phương Tu Trung trên đài cao Nhất là hai người đánh cược lập tức Làm cho tất cả dược đồng tràn đẹp hôn đợi Trong lòng của bọn họ Có không ít người nhìn ra cái dấu vết Hiểu được là Phương Tu Trung cố ý tế gây chuyện nhưng mà đối với bọn họ không liên quan tới mình Bởi vậy rất là hứng thú Muốn xem Mạnh Hạo cùng với Phương Tu Trung Rốt cuộc ai giỏi hơn về cái mặt thảo mộc Nếu là không có Mạnh Hạo giảng giải Về thảo mộc ba ngày qua Những cái dự đồng này sẽ không chần chờ cho rằng Phương Tu Trung thắng chắc Nhưng mà hiện tại khó mà nói được Mạnh Hạo vẽ mặt ngại ngùng Liếc qua cái túi chứa vật của Phương Tu Trung ném ra Liếm môi Nhìn Phương Tu Trung Càng nhìn càng cảm thấy mình may mắn Không ngờ vừa đến nhất mạch đang đạo Chưa được mấy ngày Lại có người đến tặng linh thạch cho mình Nghĩ vậy Mạnh hạo càng thêm ngượng ngùng Dưới cái ánh mắt của mọi người nhìn tới Phương Tư Trung hừ lạnh Hắn tìm trong đang đạo nhiều năm Chỉ là trình độ thảo mộc đã đến cái mức thuần thục Thậm chí Hắn đã có đủ tư cách thăng cấp đan sư bậc ba Đối với đánh cược lần này Thì hắn đã nắm chắc đến 10 phần Nếu không phải thật sự cần gấp tài nguyên Hắn sẽ không có đến đây Dù sao theo hắn thấy Vậy đã là tự hạ thân phận rồi Phương Tư Trung thần sắc ngạo nghễ Vỗ cái túi chư vật Trong tay xuất hiện một gốc dược thảo Có cái màu xanh Nhìn không khác gì cây cỏ bình thường Vùng tay một cái Dược thảo này bay ra lưu đựng trước mặt của mạnh hảo Phương mổ cũng không ăn hiếp người Chỉ đố người ba cây thảo dược Người phải nói ra tên cùng công hiệu của nó Đây là cây đầu tiên Phương Tư Trung lạnh nhạt nói Theo hắn thấy Chỉ là một cây thôi Cũng đủ làm khó đối phương rồi Để cho Phương Hạo này biết trời biết đất Hiểu được mình kém bao xa với nơi này Hắn là đang sư bậc hai Muốn nháy mắt đánh bại đối phương Một cái gốc thảo dược đánh tan Cái tự tin của đối phương Chỉ có như vậy mới phù hợp thân phận của hắn Gốc thảo dược này Đừng nói là hắn Cho dù là những đang sư bậc một kia Cũng không ai nhận ra được đâu Phương Tứ Chung trong lòng cười lạnh, vung tay, chắp tay sau lưng, ngào nghễ mà ngẩng đầu. Mạnh Hạo vẫn mỉm cười như cũ, nhìn thoáng qua cái dược thảo trước mắt. Lúc này dược động chung quanh cũng đang nhìn chăm chăm cái gốc dược thảo kia, đều có suy đoán. Cùng với đai sư bạc một ở nơi đây, cũng đang lục lọi trong ký ức, nhưng mà không tìm ra cái manh mối nào liên quan tới cái gốc dược thảo này cả. Không đúng, cái dược thảo này thoạt nhìn không có lạ, dường như là không giống dược thảo chỉ là cây cỏ bình thường thôi á trình độ thảo mộc của lão phu không nói rất cầu nhưng mà cũng vẫn không ra một chút cái dược thảo này nhưng mà cái gốc này ta chưa từng thấy qua không hổ là đang sư bạc hai thuận tay lấy ra một gốc để làm cho người ta không nhận ra được xung quanh phát ra cái tiếng xôn xao thân sắc của phương tu chung càng thêm ngạo nghễ mắt lạnh nhìn mạnh hậu nếu mà ngươi không nhận ra được Vậy thì quỳ gối ở đây ba ngày đi Sau đó cút ra bên ngoài Phương Tu Chung vừa nói xong Mạnh Hảo đã ngẩng đầu mỉm cười. cười Không ngờ trong tay của Phương Đăng Sư Lại có cái loại phong linh thảo này Cỏ này không có giá trị làm thuốc Nhưng mà dưới gió mạnh Sẽ mở ra một cái đó linh qua Qua này có bảy màu là tốt nhất Có thể làm thuốc Là một trong những dược qua trọng điểm Luyện chế đan dược thuộc tính phong a nhưng mà gốc của phương đăng sư ngại, Không ít tạp chất Chỉ có thể nở ra qua ba màu thôi Mạnh hạo vừa nói xong Dược đồng chung quanh đều sững sờ Những cái đăng sư bậc một cũng bắt đầu kinh ngạc Bọn họ chưa nghe qua phong linh thảo Về phần phong linh hoa Cá biệt có đan dược biết tới Lúc này bừng tỉnh mà hiểu ra Thế mới biết cái lai lịch của phong linh hoa Đúng lúc này Mạnh hạo há miệng Thổi vào một cái gốc cỏ trước mặt với tu vi của hắn Thổi một hơi Có thể sánh với bão tốn Gào thét quét qua Cái gốc này liền đông đưa Trong nháy mắt Với cái ánh mắt của mọi người Trên cái cây cỏ nở ra Ba câu đó hoa ba màu Có cái dược hương lan tỏa Thật, thật là ba màu Phương hạo này trên đầu thảo mọc quả nhiên kinh người Chẳng những hắn nhận ra được thảo dược Còn thi đấu cùng hoàn toàn chính xác á Cái cảnh này làm cho dự động chung quanh chấn động các đan sư bậc một cũng nhìn về phía mạnh hạo tốt ra tôn trọng. Nhưng mà đan đạo phương gia, cường giá đan đạo luôn luôn được cuồng diệt cùng với sùng kính. Phương Tu Chung mắt lạnh co rụt, nhìn chăm chăm mạnh hạo, thần sắc lần đầu tiên tốt ra có vẻ ngưng trọng. Cái gốc dược thảo này nhìn như là bình thường, nhưng mà trên thực tế lại là một cái bước ngoại trên trình đồ thảo mộc. Ngay cả trong đan sư bậc hai cũng không nhiều người hiểu biết. Càng làm cho hắn giật mình chính là đối phương Có thể nhìn thấu cả cái việc nở ra hoa máy mạo Làm được cái điểm này Chỉ có đan sư bậc ba Cái người này Thật là có bản lĩnh Xem ra ta phải nghiêm túc hơn rồi Phương Tư Trung vung tay Thu hồi phong linh thảo Vỗ túi chứa vật Lại bay ra một gốc Cái gốc dược thảo này lá hình tam giác Có hơn trăm lá Đó hoa nở rộ Nhị hoa tỏ ra như là cái sợi râu đang chậm rãi mà bay lên. Vừa nhìn đã biết không phải là vật phạm, thậm chí mọi người chung quanh cảm nhận được cái hơi thở nguy hiểm, yếu ớt đến từ nó mà tỏa ra. Gốc diệt thảo này không phải nói là ta ân hiếp người, không cần ngươi nói công hiệu, chỉ cần nói ra tên của nó là được. Phương Tu Trung mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, không nói nữa, nhưng mà trong lòng cười lạnh. Hắn thừa nhận cái gốc đầu tiên là mình kinh địch, nhưng mà cái gốc thứ hai này hắn nắm chắc là mình sẽ thắng gốc dược thảo này ngay cả ta khi mới lấy được cũng không nhận ra là một đan sư bậc năm trong gia tộc tự tay chọc lấy ta trả giá rất lớn mới đổi được đây giống là duy nhất trong cái điển tịch thảo mộc nào cũng không có giới thiệu qua nó hoàn toàn sang chiết ra từ mấy cái loại dược thảo hơn nữa là phương pháp bất truyền của đan sư bậc năm đó ta không tin cái dự đồng nhỏ nhoi này có thể nhận ra được à <laughs> phương tư chung cười lạnh hát cầm lên khoanh tay đứng ở bên đài cao mắt lạnh nhìn mạnh hạo hắn tự mình suy đoán mình sẽ thấy đối phương chán chảy mồ hôi vất ốc không nhận ra thậm chí còn sẽ nói bậy nói bạ mà hắn đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ chờ đối phương nói sai mà thôi xung quanh yên ngắn ánh mắt của mọi người rơi vào trong góc diệp thảo này Nguyên nhân vì là nó làm cho mọi người có cảm giác hơi nguy hiểm Bởi vậy dẫn tới mọi người nhìn tới Dần dần cái dược hương mơ hồ tỏa ra Cái mọi người ngửi được đều tinh thần chấn động Đây đây là dược thảo gì vậy chứ Chưa từng thấy qua luôn á Nhưng mà lại mơ hồ đã nhìn thấy cảm giác này kỳ quái thiệt Các đan sư bậc một đều nhíu mày Vội lục lội trong ký ức Thậm chí có người lấy sang ngọc giảng tùy thân Lập tức tìm cha Nhưng mà không có manh mối nào cả Dược thảo còn muốn thằng bí hơn cả phong linh thảo trước đó luôn á trời vì Trong khi mọi người đang suy đoán Thì Mạnh Hạo nhìn qua cái gốc dược thảo này Ánh mắt phát ra cái tia sáng Không ngờ tới Nhưng mà đang đạo có phương gia Lại có người có loại trình độ thảo mộc như thế Hắn chậm rãi nói Xung quanh lại yên lặng Mọi người đều nhìn tới Phương tu chung thì cười lạnh nhìn Mạnh Hạo. Biết hay không Đừng có ra dễ thần bí nữa Minh Hảo nghe vậy thì cười lạnh Cái gốc dự thảo này Hắn là không phải ngươi trồng ra được rồi Hắn nói một câu này Người khác nghe còn không thấy gì Nhưng mà trong lòng của Phương Tu Trung lại đập mạnh Cái dự thảo này không có tên Hay nói là tên của nó Chỉ có đàn sư sáng tạo ra Mới có tư cách đặt tên mà thôi Mạnh Hảo lại nói tiếp Phương tu Chung nghe đến sắc mặt lập tức biến đổi Mình hảo chỉ cần hai câu Nhưng lại như là sắm đánh vào trong đầu của hắn Hắn không thể ngờ đối phương liếc mắt một cái Liền nhìn ra dấu vết Nên biến năm đó Khi mà hắn lần đầu tiên nhìn thấy gốc thảo dược này Đã hoàn toàn sững sờ Còn cho là giống lạ trong thiên hạ Cho đến khi Đan Sư Bạc Năm nói cho biết Thì hắn mới hiểu ra Liền bội phục và sát đất Phương hạo này Rốt cục là cái trình độ gì chứ lại chỉ có thể liếc mắt mà một cái là nhìn ra được Đáng chết Xem ra ta phải sử dụng thủ đoạn chân chính rồi Trong lòng Phương Tu Trung càng thêm cảnh giác Hắn cố ý làm nhục của đối phương Nhưng mà ở những mạch đang đạo Danh tiếng rất là trọng yếu Bây giờ có không ít người chung quanh Sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra Phương Tu Trung cắn răng, Đang muốn thu hồi cái gốc dự thảo này Nhưng mà cố tình ngay lúc này Thì mình hào lại lên tiếng đây là một gốc dược thảo được sang chiết ra Để ta xem là dùng 19 loại dược thảo khác nhau để sàng chiết thành 19 loại dược thảo theo thứ tự chính là Thủy Dẫn Căng, Linh Mộc Thảo, Thiên Sơn Diệp, Trần Phàm Qua minh hạo nhàn nhạt mà lên tiếng Liệt kê ra 19 loại dược thảo Phương tu chung mở to con mắt Hơi thở có một chút dồn dập Người vô thức mà lùi lại Tốt ra có vẻ không tin nổi Vốn hắn muốn thu lại cái dược thảo Bởi vì hai câu của Mạnh Hạo đã nói ra đáp án Nhưng mà hắn vẫn không thể nào tưởng tượng được Cái kẻ này còn có thể Còn có thể nói ra toàn bộ những dược thảo Dùng để sang chiết Trong đầu của hắn nổ tung Nhưng mà những cái thứ này thì ngay cả hắn cũng không thể biết Được thật giả Chỉ có vị đan sư bậc năm chế tạo ra Mới biết mà thôi Đây chính là bí mật bất chuyện của một vị đan sư Tiếp theo thì dùng phương pháp bốn mùa Điền đảo âm dương một lần sang chiết ba loại cho đến khi dung hợp toàn bộ 19 loại dược thảo vào một chỗ lại để cho không thấy ánh mặt trời cho âm khí ngưng tụ đến khi hình thành cái dược này chỉ có 19 loại dược hiệu bởi vì khi luyện chế đan dược biến quá trong đó đang xương bình thường thì không cách nào luyện chế được trừ khi người cho ngươi dược thảo này cũng cho người đan phương được sửa đổi phương đan sư ta nói có đúng không hả minh hao vẫn mỉm cười chầm chầm mà nói Hắn vừa nói hết thì xung quanh lập tức yên tĩnh Mọi người đều nhìn về phía Phương Tu Trung Phương Tu Trung thần sắc đại biến Trong đầu như là sấm nổ ầm ầm Người lưu về ra sau Khi mà nhìn Mạnh Hạo lại như thấy quỷ Hắn mở to mắt hít thở dồn dập Không, không thể nào Không thể nào như vậy được chứ Trong lòng Phương Tu Trung xung động đến cực hạn Hắn không biết cái dược thảo này sang chiếc như thế nào mà thành. Cũng không biết Mạnh Hạo nói đúng hay là không Nhưng mà cố tình Với cái trình độ đan đạo của hắn Hắn có thể mơ hồ kết luận Tất cả đều là thật Quan trọng nhất Chính là khi quý vị đang siêu bậc năm đó Cho mình cái gốc thảo dược này Quả thật cho mình một cái đan phương Thậm chí những lời nói lúc đó Lại giống y như ý những gì mà Mạnh Hạo nói Người Sắc mặt của Phương Tư Trung tái nhợt Hắn lui lại Các dự động chung quanh nhìn thấy cái ánh mắt của hắn Lập tức mọi người đều hiểu được Mạnh Hảo nói nhất định đã hoàn toàn chính xác Bằng không sao lại làm cho Phương Tu chung có thần sắc như thế chứ à, Phương Hảo lại nói đúng rồi Ngay cả Phương Đăng Sư cũng không thể sánh bằng Phương Hảo trên cái mặt Thảo Mộc được à, Cũng may ta nghe hắn giảng giải Thảo Mộc để cố ghi lại Vậy sao nhất định phải ôn tập kỹ càng mới được à Các dược đồng chung quanh đều kinh hô Nhưng mà dù sao bọn họ chỉ là dược đồng Hiểu biết không nhiều Còn các Đăng sư bậc một ở nơi đây cũng đều mở to con mắt hơi thở dồn dập nhìn nhau đều thấy được rung động không tin nổi trong thần sắc của đối phương bọn họ là đan sư cho dù là bậc một nhưng mà hiểu biết cũng vượt xa dược động bọn họ nhìn thấy phương tu chung lấy ra dược thảo bởi vì không nhận ra cho nên cũng không cảm thấy gì nhưng mà khi mạnh hảo nói ra nhất là dược thảo cùng với phương pháp sang chiết thì trong đầu của bọn họ liền nổ tung trời ơi phương pháp sang chiết đây là bí mật bất truyền của một đan sư 19 loại dược thảo Sợ là chỉ có đan sư bậc năm mới chế tạo ra được Nhưng nhưng còn phương hảo Hắn yêu nghiệt đến mức này Hắn chỉ có là một Nhìn qua cái dược thảo là đã thấu hiểu được phương pháp sang chiết rồi à, Cái trình độ thảo mộc đang đạo của hắn Rốt cục đến cỡ nào chứ Thật sự đáng sợ á. Dường như là chỉ cần nhìn thảo mộc Ở trong mắt của hắn liền không có gì bí mật hết á các đan sư bậc một bởi vì hiểu rõ Cho nên quảng sợ tràn khắp người Phương Tư Trung thì sắc mặt tái nhợt Ngấn đầu nhìn Mạnh Hạo Lúc này Mạnh Hạo ở trong mắt của hắn Trở nên cực kỳ đáng sợ Càng sâu không lường Hắn chưa từng nghĩ tới Lại có người có thể liếc nhìn qua một cái Để nhìn thấu cái bí mật bất truyền của một đan sư Nói ra cái phương pháp sang chiết Theo hắn thấy Đó chính là một cái lời khủng bố cùng cực Lúc này hắn hoàn toàn hiểu được trên cái trình độ thảo mộc Bản thân của mình không phải là đối thủ với Phương Hạo Đi tỉ thí thảo mộc với cái yêu nghiệt như thế Mình không có bất kỳ cái phần thắng nào cả Phương dần Dịch chết tiệt Chờ ta trở về Nhất định phải cho người một trận mới được Trong lòng của Phương Tu chung chua xót Đối với Phương Phân Dịch Hắn đã hận thấu xương Còn về Mạnh Hạo Hắn không dám hận Mạnh Hạo là thiên kiêu của gia tộc Cái điểm này hắn không quan tâm Hắn là nhất mạch đan đạo Hệ thống khác nhau Nhưng mà khi hắn nhận ra cái trình độ thảo mộc của Mạnh Hảo Thì hắn lại sợ Cái trình độ thảo mộc cỡ này Chứ dù cho hắn không am hiểu luyện đàn Cũng nhất định sẽ nổi bật ở trong nhất mạch đan đạo Huống gì Lỡ hắn có thiên phú luyện đàn Như thì thật đáng sợ Nhất mạch đan đạo Điều gì của hắn nhất định cao hơn ta Bởi vì phương dân dịch Ta lại đất tội hắn không đáng Phương Tiêu Trung hít sâu một hơi cắn răng Đang muốn quyết đoán nhận thua Nhưng mà đột nhiên trong lòng khẽ động Hắn cảm thấy không chừng Đây cũng là một cái cơ hội Chần chừ một chút Đầu tiên là Phương Tư Trung chắp tay cúi đầu trước Mạnh Hạo Phương Đơn Sư Chuyện độ tháo mộc thật là sâu sắc Ta không phải là đối thủ Trước đó lỗ mãn rồi Mong Phương Đăng Sư đừng chết Trong túi chứa vật này có chút linh thạch Coi như là quà ra mắt của Tại Hạ Tại Hạ nhận thua Phương Tư Trung nói rồi Xung quanh ồ lên Nhưng mà các đăng sư bậc một đều cho rằng Phương Tư Trung nhất định phải làm vậy Nếu là người khác Đối mặt với cái yêu nghiệt như thế Có thể nhận ra cái phương pháp sang chiết như vậy Vậy mà vẫn còn có cái lòng để tỉ thí Vậy mới là có vấn đề Chẳng qua Xin Phương Đăng Sư chỉ điểm cho ta một chút Ta từng thấy qua một cái loại dược thảo Hỏi không ít người Cũng đều không có đáp án Phương Tư Trung nhìn Mạnh Hạo Lại chắp tay nếu mà Phương Đăng Sư có thể chỉ điểm một chút Ta nguyện tặng cái gốc dược thảo sang chiếc này cho ngài Coi như là cảm ơn Thần sắc của Mạnh Hạo vẫn như thường Trong lòng lại thở dài Thầm nghĩ Mình nên biểu hiện yếu một chút Không ngờ bây giờ lại dọ chạy dê béo Không dễ gì gặp được rồi Ê, Đáng tiếc Ta có không ít linh thạch Giống định đào hố cho hắn Nhưng mà giờ lại không có cách nào rồi Trong lòng của Mạnh Hạo buồn bực dơ tay chụp cái túi chư vật của Phương Tu Trung bay tới thần thức quét qua trong đó có không ít linh thạch thế mới làm cho Mạnh Hạo cảm thấy khá hơn lấy ngẩng đầu nhìn cái gốc dược thảo sang chiết giá trị của nó không thấp thậm chí trong đó có chút thủ pháp san chiết làm cho Mạnh Hạo cũng thấy mới lạ liền gật đầu Phương Tu Trung mừng rỡ lập tức mở cái túi chư vật lấy ra một cái ngọc giản cung kính đi lên đưa cho Mạnh Hạo Mạnh Hạo cầm lấy cái ngọc giản thần thức quét qua ở trong đầu của hắn hiện ra một cái hình ảnh Trong đó là một cái gốc hoa nhỏ màu tím Một trên thân của một con ngựa nhỏ Chừng cái bàn tay Đang nhanh chóng bay tới Tốc độ cực nhanh Hình ảnh đến đây liền biến mất Thần sắc của mình hạo lập tức ngưng trọng Lại dùng cái thần thức Cha xét cái hình ảnh Chầm ngâm một hồi Nhìn sang phương tư chung Ngươi thấy được ở chỗ nào vậy? Là ở một cái hồn đảo trong hải dược đông thấn tinh Ta tình cờ thấy được đuổi theo lại hoàn toàn mất tích Hỏi ngư dân ở cảng Đều nói thấy nhiều lần rồi Nhưng mà sau đó ta đi đến mấy lần Cũng đều không phát hiện ra nữa Phương Tư Trung vội nói Hắn cho không ít đan sư xem qua cái ngọc giảng này Nhưng mà cuối cùng cũng không có ai nhận ra Chỉ là suy đoán Đây hắn là một gốc dược thảo hiếm thấy mà thôi Cái con ngựa nhỏ kia Hắn là rễ của thảo dược này Phương Tư Trung nói Ngươi nhầm rồi Mạnh hạo lắc đầu Đó không phải là dược thảo Đây là một viên đan dược Một viên đan dược đã có linh tính Mạnh hạo cam đoan nói Cái gì? Phương Tư chung cả kinh Có chút không thể tin nổi Không ít đan sư bao gồm cả hắn Trước giờ không ai phán đoán đây là một viên đan dược Mặc kệ nhìn như thế nào Đây cũng là một gốc dược thảo mới đúng chứ Sao, sao có thể được chứ Đan dược chính là đan dược bị người ta luyện chế ra làm sao lại xuất hiện biến quá sinh mệnh phương tư trung vô thức mà lên tiếng có ta đã từng thấy qua một viên như vậy rồi minh hạo không nói nhiều trả lại cái ngọc giản cho phương tư trung chắp tay với mọi người sau đó thân thể chợt lóe đã bước đi đến khi hắn đi rồi phương tư trung vẫn không có thể tin được Dự động chung quanh đều hưng phấn thật lâu sau mới từ từ tản đi một lát sau phương tư trung trở về chỗ của mình hắn lập tức lấy ra cái ngọc giản của phương vân dịch sắc mặt âm trầm truyền vào cái thần niệm cùng lúc đó trong tổ chạch phương vân dịch tính tọa trong đầu cát chờ đợi cái tin tốt từ nhất mạch đăng đạo vừa từ trung đan sư là bậc hai trình độ đang đạo cực cao có hắn ra mặt như thì mình hảo nhất định u đầu sức chán rồi làm cho hắn quỳ ba ngày coi như là làm ta nhả ra một hơi <laughs> phương vân dịch cười lạnh trong lòng mong chờ hắn đã chuẩn bị đi nhất mạch đang đạo một chuyến Ta mắt xem cái cảnh mạnh hạo quỷ nơi đó người ở nam thiên tinh có phụ thân của người ở đó bởi vậy hung hăng làm bậy nhưng mà bây giờ ngươi là người từ bên ngoài vào ta xem ngươi còn ngông nghênh kiểu nào đây <laughs> nghĩ tới đây khóe miệng của phương vân dịch toát ra có vẻ mỉm cười lúc này hắn chợt đổi sắc càng cười rạng rỡ hơn mà cứ túi chư vật lấy cái ngọc giảng ra Vừa xem qua liền cười ha hả <cười> Phương đại sư truyền tin cho ta rồi Hắn mong chờ Thần thức nhập vào trong ngọc giảng trong nháy mắt Ánh sáng chợt lấy lên Cái hình ảnh của Phương Tư Trung sắc mặt âm trầm đã xuất hiện Vừa nhìn cái sắc mặt của Phương Tư Trung Phương Vân Dịch sững ra Vừa muốn nói Nhưng mà Phương Tư Trung đã truyền ra cái tiếng Phương Vân Dịch Tật có thù quá gì với ngươi cái thằng nhảy khốn kiếp nhà ngươi Dám gại ta sao hả Bảo ta đi làm nhục phương hậu Trình độ thảo một của phương hậu như là yêu nghiệt Ngươi hại ta như vậy Phương nhân dịch Phương mẫu nhớ kỹ chuyện này rồi Phương vân dịch biến sắc Ờ ph phương, phương sư chuyện, chuyện này Đừng có gọi ta là phương đáng sư Từ nay về sau ngươi luyện đang đừng có tới tìm ta nữa Thậm chí bạn tốt đang sư bên cạnh ta Cũng sẽ không có ai luyện đăng cho ngươi đâu Phương nhân dịch Chuyện này ngươi làm quá đáng rồi Phương Tu Trung âm lạnh nhìn Phương Vân Dịch, hư lại lên một tiếng, trực tiếp cắt đứt thần niệm. Sắc mặt của Phương Vân Dịch biến đổi, đứng vụt dậy lấy ra cái ngọc giảng hở cái tộc nhân dược đồng mà hắn phái ra, rốt cục đã xảy ra cái chuyện gì? Một lát sau, khi mà hắn biết được mạnh Hạo cùng với Phương Tu Trung tỷ thí, sắc mặt của Phương Vân Dịch âm trầm, bóp nát cái ngọc giản, sắc mặt dữ tợn. Mạnh hậu, hắn gầm lên hận ý với Mạnh Hạo càng thêm mãnh liệt. Nhất mạch đang đạo, Mạnh Hạo rời đi. Theo mọi người lan truyền, danh tiếng của Mạnh Hạo nhanh chóng được các dược đồng truyền nhau. Được người ta biết tới, nhất là đánh cược cái đấu thảo mộc giữa Mạnh Hạo và Phương Tu Trung càng được lan truyền đi hơn. Khi mà nghe nói Mạnh Hạo lại thắng được Phương Tu Trung trên thảo mộc, dược đồng ngoại sơn càng thấy Mạnh Hạo tràn đại thần bí, thân phận Mạnh Hạo cũng dễ dàng bị mọi người thảo luận. Cái cửa quyết mạch Hạo quang vạn trưởng năm bảy tuổi gặp kiếp trưởng tôn dòng chính thiên kiêu của phương gia mọi thứ đã truyền ra dần dần cái danh tiếng của mạnh hạo nổi lên ở trong lòng của dược đồng thậm chí có những đan sư bậc thấp cũng nghe nói tới mạnh hạo tổ chạch của phương gia phụ thân cùng với tổ phụ của phương vệ đang ở bên trong đại điện hai người sắc mặt âm trầm nghe một cái đan sư bậc một kể lại cái chuyện xảy ra ở nhất mạch đan đạo sau đó khi mà cái vị đan sư bậc một rời đi thì Phương Tú Sơn sắc mặt càng thêm âm trầm Phụ thân Nhảy con này còn tiếp tục Nhất định sẽ ghè sống gió đó Không sao Hắn sống không được lâu đâu Ngoài ra Cho dù hắn có một chút danh tiếng ở nhất mạch đàn đạo Nhưng ở phương gia ta Tộc quy lớn nhất Bất kỳ ai tu hành Cũng cần điểm cống hiến Mà hắn chỉ mới tới Chỉ có điểm cống hiến cố định mỗi tháng Mặc kệ tu hành hay luyện đàn đều không gây ra sóng gió gì cả mà khi hắn muốn thu được cống hiến nhất định phải đi làm nhiệm vụ gia tộc đến khi đó dù cho trước kia hắn không chết nhưng mà khi đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện bất ngờ lão giả sắc mặt âm trầm chậm rãi nói mà mạnh hảo lúc này đã về tới lầu cát trong động phủ của hắn đối với cái chuyện đang đạo nhất mạch hắn có một chút dự liệu đây cũng chính là cái việc hắn muốn làm tư vị của ta không đủ để quật khởi ở phương gia nhưng mà nếu phương gia có đan đạo như vậy thì quật khởi trên đan đạo cũng có thể khiến cho thanh danh của ta hiện hết rồi khiến cho vô số người chú ý tới ở trên đan đạo thân phận của ta càng cao thì địa vị của ta ở phương gia lại càng cao nếu có thể trở thành đan xuyên mạnh nhất trong đan đạo phương gia thậm chí là nắm trong tay đan đạo của phương gia đến khi đó muốn tra ra niết bàn quả của ta đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì sẽ không khó khăn được nữa Hai mắt của Mạnh Hạo lé lên một cái Khóe miệng lộ ra cái nụ cười lạnh Mạnh Hạo chậm ngâm một lát Hai mắt nhắm nghiền Vận chuyển tu vi trong cơ thể Tiên mạch trong cơ thể của hắn vận chuyển Những cái bộ phận không có ngưng thật kia Cũng đang từ từ ngưng thật Còn cần một ít thời gian nữa Mới có thể khiến cho tiên mạch này của ta Hoàn toàn tạo thành Đến khi đó ta chính là chân tiên Mạnh Hạo hít sâu một hơi cho đến khi phía ngoài sắc trời đã tối dần chân sáng treo cao hai mắt của hắn mở ra vớt tay mười phần dược thảo luyện chế linh dịch ở bên trong túi chứa vật bay ra Mạnh hạo cẩn thận nhìn xem lại lấy cái đan phương ra sau một lúc lâu hắn trầm ngâm đan phương này có chút đơn giản phẩm chất của linh dịch luyện chế ra cũng không cao à Mạnh hạo cặp mắt nhón lên một cái lấy cái hộp ngọc ra lấy cái niết bàn quả ra sau khi cẩn thận quan sát hắn đã bắt đầu thử luyện chế linh dịch đầu tiên là với cái yêu cầu của đan phương luyện chế một phần đối với mạnh hào mà nói luyện chế linh dịch vô cùng đơn giản rất nhanh liền có thể luyện chế được sau đó hắn lại dựa theo phương pháp của mình sau khi sửa đổi đan phương với chín phần dược liệu luyện chế được chín phần linh dịch khác nhau sau đó liền rót những cái linh dịch này rơi vào trên niết bàn quả quan sát cái biến hóa của niết bàn quả hắn lập tức liền phát hiện sau khi niết bàn quả hấp thu cái linh dịch này không ngờ lại xuất hiện một số cái dấu hiệu khôi phục nhất là sau khi toàn bộ thịt hấp thu chính phần linh dịch kia thì niết bàn quả này không ngờ lại không còn một cái khe nứt mà đã hoàn toàn sống lại tả mát ra cái ánh sáng sáng chói thậm chí huyết mạch trong cơ thể của mình hạo lúc này đây bị hấp dẫn mạnh liệt khiến cho hắn có cái loại ảo giác dường như là cũng có thể cùng dung hợp với niết bàn quả trước mắt này vào trong cơ thể của mình Hai mắt của Mạnh Hạo khép kín, Một lát sau khi mở ra Hắn đã áp chế cái kích động ý độ đi dung hợp Cho đến hai canh giờ sau Niết bàn quả từ từ lần nữa khô héo Ba canh giờ sau Lại lần nữa khôi phục cái hình dạng vốn khô quắc ban đầu ừ. Nếu mà lúc trước ta thật sự đi dung hợp Lúc này chỉ sợ là đã bị hút thành thay khô rồi Trực tiếp chết bắt đất kỳ tử A à. Mạnh Hạo nhìn cái niết bàn quả khô quất Lẩm bẩm nói nhỏ nếu bằng quả này nếu mà muốn thu thập Cần để cho bọn chúng chân chính hồi phục lại Mới sẽ không gặp nguy hiểm được Chính phần linh dịch này Phần luyện chế thứ bảy là mạnh nhất Một phần còn lại Có thể so với hai phần những cái thứ khác Mạnh hào chầm ngâm Nhìn một phần tài liệu cuối cùng Còn như lại trước mặt Sau một lúc lâu hơi chần chờ Trong mắt của hắn lập tức lộ ra cái vẻ quyết đoán Nhưng mà còn chưa đủ Phần dự thảo linh dịch này Trên thực tế còn có thể dùng những loại dược thảo khác để thay thế mà Minh Hạo đắm chìm trong phối chế dược liệu Một nén nhang sau Hắn cắn răng Từ bên trong túi chứa vật Lấy ra Thái Dương Hoa và Luân Hội Diệp Dùng hai cái loại dược thảo trong truyền thiết này Hiện tại đã bị quỷ quại ở bên ngoài Để thay thế Lần nữa mà luyện chế linh dịch Lần này Thời gian hắn luyện chế kéo dài thành hai ngày Rốt cục đã luyện chế những dược thảo kia thành dịch Hóa thành dịch thể màu xanh biếc Lớn chừng cái nắm tay Bị hắn rót vào trong một cái bình nhỏ Bên trong tiên khí tràn ngập Xung quanh lại nồng đậm khí tức Cái giá trị một bình nhỏ linh dịch này Không thể nhắc tới Bởi vì bên trong đó có thái dương hoa Có lương hồi diệp Khiến cho linh dịch này phẩm chất đạt tới Một cái loại trình độ kinh người Hắn chịu đựng cái tâm thần đau đớn Lấy ra cái gương đồng Sau khi phục chế một lọ linh dịch Cẩn thận nhỏ xuống niết bàn quả Chỉ là một giọt Niết bàn quả này liền trong nháy mắt là sống lại Tán phát ra cái hào quang rực rỡ Nhưng mà Mạnh Hảo đã hiểu rõ Đây cũng là giả Hắn không có dừng lại Tiếp tục nhỏ linh dịch xuống Tổng cộng 100 giọt Sau khi toàn bộ bị niết bàn quả hấp thu Niết bàn quả này từ từ biến đổi một chút Cụ thể cũng không nói ra được Cái cảm giác dường như là nhiều hơn một tia sinh cơ <laughs> Có hiệu quả Mạnh Hảo ánh mắt lóe lên một cái nhưng mà sau đó lại tâm đau. Phục chế một cái lọ linh dịch như vậy, linh thạch tiêu hao khiến cho Mạnh Hảo đau lòng không đứt. Hắn cắn răng một cái. Tiền tại là giặc ngoại thân thôi mà. Mấy cái chữ này, hắn nghiến răng nghiến lời mà nói ra. Một lần nữa phục chế, không ngừng nhỏ xuống. Thời gian trôi qua đảo mắt đã qua năm ngày. Chết tiệt, ngươi là ăn linh dịch hay là ăn linh thạch của ta ở đây Ngươi, 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 ngươi làm sao có thể hấp thu như vậy chứ Ta, ta lọt vào đến một cái hang động không đáy hay sao vậy chứ Linh thạch của ta Ánh mắt của mình hạo đã đổ lên Trong mắt đã tràn ngập tơ máu Gắt gao nhìn chăm chăm Một cái quả niết bàn ở trước mặt Năm ngày Linh thạch bên trong túi chưa vào của hắn gần như là hao phí mất một nửa Lượng lớn linh dịch phục chế ra toàn bộ hưu đều bị niết bàn quả này hấp thu khiến cho sinh cơ trên niết bàn quả này càng ngày càng mạnh nhưng mà dường như là không có giới hạn trong cái cảm thụ của mạnh hảo niết bàn quả này còn có thể tiếp tục hấp thu hắn cho linh dịch và niết bàn quả hấp thu chung một chỗ cho dù là phương gia cũng đều sẽ quản sợ cái loại linh dịch này phẩm chất cực cao điểm cái lọ còn tốt một chút nhiều như vậy đối với tất cả mọi người mà nói đã không phải là vấn đề linh thạch mà căn bản là cũng không có nhiều dược thảo như vậy, nhất là thái duyên hoa và lương hồi dịp ở bên trong. Cho đến khi nào mà nó không thể hấp thu được nữa, mới biểu thị là nó đã sống lại. Trong lòng của mình hảo đang rỉ máu, không có tiếp tục phục chế nữa mà là thở dài. Sau khi thu hội niết bàn quả, hai mắt của hắn nhắm nghiền. Một hồi lâu sau khi mở mắt, thì mình hảo liền nhíu mày. Ê... Như vậy không phải là biện pháp à Uy lực của Linh Dịch còn muốn lại tăng cường một chút Tất cả dược thảo bên trong Đều phải thay thế hết Như vậy Linh Dịch tạo ra mới là tốt nhất Tuy rằng phục chế sẽ cần Linh Thạch Nhưng mà trên tổng thể Ta vẫn sẽ tiết kiệm không ít à minh Thảo hít sâu một hơi đứng lên Đã kết thúc cái lần điên cuồng này Hắn đã chuẩn bị đi đan đạo nhất mạch Nghĩ cái biện pháp đổi lấy dược thảo cần thiết Ê, Đáng tiếc cũng không đủ công hiến gia tộc a à. Nhưng mà cái này cũng dễ xử lý thôi Mạnh hạo cặp mắt lộ ra một chút quan mang Đi ra khỏi động phủ Quá thân thành cái đạo cầu vòng Chạy thẳng tới đan đạo nhất mạch Khi mà mạnh hạo đi đến đan đạo nhất mạch Thì lập tức có dược động nhận ra thân phận của hắn Nhất là khi hắn lần nữa đi tới cái dược mộc ngọn núi 7191 Những cái dược đồng còn có cái vị lão đang siêu ở nơi này Đều rối rít kích động đứng dậy bái kiến mời hắn lên trên đài cao. minh Hạo cũng không có cự tuyệt, lần nữa giảng thuật đang đạo, lại kích lệ những dược đồng kia đi nói cho những người khác, làm cho người khác tiến đến. Hết thảy đều là vì gia tộc, hy vọng ta bỏ ra lực lượng có thể về đang đạo của gia tộc làm ra dân hiến. minh Hạo thâm tình lên tiếng, dường như là tràn đầy lòng trung thành đối với gia tộc. Những cái dược đồng kia dưới cái sự phấn chấn lập tức lấy ngọc giảng ra, Báo cho bạn tốt Bạn tốt của bọn họ vừa nghe cái chuyện này Lập tức lại tới Rồi sau đó lại tiếp tục truyền ra Chỉ là hai canh giờ Xung quanh cái ngọn núi đã có mấy vạn người Rầm rập mà chần chịch toàn bộ đều đang nghe Mạnh Hạo giảng thuật Thảo Mộc Trong này có không ít người Đều là lúc trước sau khi nghe Nói chuyện của Mạnh Hảo Lần đầu tới vốn là còn nửa tin nửa ngờ Nhưng mà nghe thử liền trợn mắt há hốc mồm Hoàn toàn đắm chìm Đến cuối cùng như là như mê như say Giảng thuật một hồi Sắc mặt của Minh Hạo lộ ra mệt mỏi Chưa về đồng tộc Không phải là Phương Mổ không muốn tiếp tục nữa Nhưng mà thời giờ của ta không nhiều lắm Muốn đi làm nhiệm vụ gia tộc Lần sau có thời gian ta sẽ còn trở lại Mặc cho mọi người giữ lại Thì Minh Hạo cũng đều lời nói cự tuyệt đứng dậy Ly khai cái đàn đạo nhất mạch Mà Phương Tây chẳng biết là tại làm sao Dường như là đột nhiên đối với đàn đạo cảm thấy hứng thú Lấy cái thân phận và thủ đoạn chiếm được cái cơ hội trở thành dược động Ngọn núi khác không đi Chỉ đi cái ngọn núi 7191 này Rất nhanh thì quen biết không ít dược động Mấy ngày sau Khi mình hạo lại một lần nữa tới Phương Tây ngay tại trong đám người chung quanh Khi mình hạo lại tới đã là hoàng hôn Lần này hắn chỉ nói có hai canh giờ liền đi Mỗi một lần Đều là nói tới cái thời điểm máu chốt Thì lại dừng lại Khiến cho dược động nơi này rối rít khát vọng mạnh hạo Có thể tiếp tục giảng thuật nhưng mà Mạnh Hạo mỗi một lần Đều lộ ra cái ý muốn giảng thuật Nhưng mà vì nhiệm vụ gia tộc Nhất định phải đi Cho đến khi hắn lại một lần nữa đến Giảng thuật ba canh giờ Khi chuẩn bị rời đi Thì rốt cuộc có một dược động cắn răng Hét lớn một tiếng Phương Hảo Người đi làm nhiệm vụ gia tộc Không phải là vì điểm, kiếm điểm cống hiến sao Ta cho ngươi một cái Ngươi nói cho ta một canh giờ Thế nào hả Kẻ nói chuyện chính là Phương Tây Hắn một bộ bất cứ giá nào Dường như là vì thu được cái kiến thức thạo mộc Hắn nguyện ý bỏ ra hết thảy Hắn vừa mới nói ra Thì bốn phía có người chần chừ Nhưng mà cũng có một số người lập tức đồng ý Rối rít lên tiếng Mà đạo nguyên bản định rời đi Thì cái bước chân của hắn chợt dừng lại một chút à, Như vậy không tốt lắm đâu Hắn chần chừ nói Thế nào là không tốt chứ Phương Hảo Trình độ thảo mộc của người Ngay cả đan sư bậc hai cũng đều không phải là đối thủ Ngươi tài cán vì gia tộc Vì chúng ta đi dù từ dân hiến như vậy Chúng ta về ngươi Nếu ngay cả một điểm công hiến cũng đều không bỏ ra Chúng ta thật xấu hổ quá Phương Tây giấc cổ hồng mà là lớn Đúng vậy á Phương Hậu Mấy ngày nay chúng ta đều nhìn trong mắt của ngươi Người vô tư, người đối với gia tộc Đối với chúng ta bỏ ra tất cả Chúng ta đều cảm động á Phương Hậu, người thân là thiên kiêu Nhưng lại không có chút nào làm giá hết Cho dù chúng ta hỏi vấn đề gì về thảo mộc Ngươi cũng đều kiên nhẫn giải đáp đây là người nên được không sợ không bỏ được điểm cống hiến thì liền cút ngay đi chứ thế gian cái gì chân quý nhất không phải là ác bá mà chính là kiến thức á lại có một dược đồng giống lớn lên tiếng không khí lan tràn bành hạo liền lộ ra cái cảm động hắn hết sau một hơi đứng trên cái đài cao lập tức mà gật đầu à, um, thưa được rồi cảm ơn nhiều chư vị tộc nhân duy trì nếu như các ngươi đều yêu cầu như vậy ta liền bỏ quên nhiệm vụ gia tộc của mình mà những cái kiến thức thảo mộc của ta vô tư giảng thuật cho các người vậy Một canh giờ mỗi người một điểm cống hiến Không cần cho ta nhiều lắm đâu Cho ta nhiều ta tuyệt đối sẽ không muốn à Minh Hạo quyết đón lên tiếng Phía dưới không ít dược động Mỗi một người đều sắc mặt cổ quái Có một số lộ ra cái ý xem thường Hiển nhiên là nhìn thấu đầu mối Đã kết thúc tập 271 của buổi chuyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu các bạn thấy hay Hãy cho góc nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 272 của bộ truyện Ngay Dục Phong Thiên của tác giả Nhi Căn nhé.